cho ớt cay cay nhiều cho con luôn. Ớt ăn luôn hả? Dạ, ớt đừng có nước, lấy ớt thôi. Dạ. Đúng rồi. Được rồi, để con mượn này. Đây các bạn, trên tay tôi là cái ổ bánh mì. Ổ bánh mì xíu mại các bạn, xíu mại với lại bì. Đây. Là của cô Thu nha các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đây. Rất là đẹp mắt nha các bạn. Các bạn thấy nhìn thấy nè nó. Xin chào các bạn nha. Hôm nay tôi có mặt có dịp đi qua đường Trần Văn Đang á. Anh ghé vô bánh mì của cô Thu. Đợt trước tôi có giới thiệu với mọi người đó, hôm nay mình sẽ giới thiệu lại các bạn nha. Người đang đứng trước mặt các bạn là cô Thu đó. Xí mại hả bác? Ồ, xíu mại không? Này con nít nè anh. Giá bấy lâu nay cũng không đổi hả cô ha? Vẫn bình thường thôi. Bánh mì bì là 70, nó 17 á. Đây nè các bạn. Bánh mì bì là 17 ngàn, bánh mì xíu mại 17, đặc biệt là 20 ngàn. Rồi. Bữa nay mình bán là 15 giờ mình bán hả cô? 13 giờ bán rồi. À, 1 giờ bán rồi. 3 giờ bán. À, 3 giờ. 3 giờ chiều. 3 giờ chiều là bán. Của cô bán ở đây chỉ có 2 món, đặc biệt 2 món. Bị xíu mại thôi. Dạ. Trên nó cũng có bán nhưng mà nó nói là của nó. Nó có mình có bán như vậy. Cô 2 thứ chứ không có nhiều. Dạ, đây nè. Cho các bạn xem nè. Mấy cái món ăn còn chất lượng lắm nè. Nhìn là ghiền luôn nè các bạn. Bì đúng không cô ha? Dạ, bì. Bì là nhờ mình làm luôn. Nhà cô làm hết á. À. Chứ đi rảnh làm sao mà có lời. Dạ. Cái này là lấy công làm lời thôi. Dạ. Cái này là hành phi mỡ hành. Cái này là xíu mại. Xíu mại các bạn thấy cục xíu mại nó cũng bự bự không à. Đó, đó là đồ chua nè. Đây nè. Cái này mình đã đặc biệt này đúng không cô? Dạ đúng. Cái này nè, cái này đặc biệt nhất luôn đúng không? Nước mắm. À các bạn thấy không? Bây giờ cô bán các bạn ngay khúc đường ray. Cái này ở địa chỉ là 239/26 Trần Văn Đang các bạn. Khu 11/3. Nhìn vô là ghiền các bạn nhìn. À, cách ăn nước mắm riêng là mình múc riêng luôn hả cô hả? À. 40 ngàn. Có 2 bịch mắm, 2 bịch bịch không 1 cây. Có gì con? Có 3 ổ. 3 ổ gì con? Chứ mà bị cay với hay. Nước mắm riêng hay chung đấy? Chung nhưng mà cho bố nước mắm rồi. Để về nó bánh mì nhà làm hay mình đặt cô? Bánh mì thì mình đi lấy. À. Rồi mấy cái này là cô tự làm hết. Dạ. Yeah. Mấy bữa nay mình cũng bán là 2 tiếng hả cô? 1 tiếng là hết, 2 tiếng là hết đó hả? Bên xui có khi tiếng hết, 2 tiếng tùy. Chứ có hôm trời mưa. Có hôm thì trời mưa ế. Mưa thì cái gì nó bán chậm hết mà. Nhưng mà mình có che dù chứ hả cô hả? Có, cô vẫn che dù. Như là trời mưa cô mới che. Dạ. Hai món là 60 ngàn. Nếu bên là 20 ngàn một ổ. Vừa bì vừa xíu mại là 20 ngàn các bạn. Con đem về con ăn. Cái này. Cái
cái này của con hả? À, từ từ con, để con giới thiệu cho mọi người luôn. Mở ra đây cho con mượn này đi. Đây. Cô cho miếng hạt tiêu. À, dạ. Cho ớt cay cay nhiều cho con luôn. Ăn luôn hả? Dạ, ớt đừng có nước, lấy ớt thôi. Dạ. Đúng rồi. Được rồi, để con mượn này. Đây các bạn, trên tay tôi là cái ổ bánh mì. Ổ bánh mì xíu mại các bạn, xíu mại với lại bì. Rồi. Dạ cô tên gì cô ha? Cô tên Thu. À của cô Thu nha các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy không? Đây. Rất là đẹp mắt nha các bạn. Các bạn thấy nhìn thấy nè nó. Xem qua cái dàn bánh mì này. Đó. Cô Thu bán cái này là bao lâu rồi cô Thu ha? Mười mấy năm rồi. Cái 15 năm. Cái lần đầu tiên mình bán bánh mì là bánh mì gì cô? Cũng bì xíu mà. À cũng cứ nghe cái duyên nào đưa mình tới cái nghề này. Thì tự nhiên á thì cô nghĩ ra, nói chung là cô đi ăn hàng nhiều. Tới sau là cô nghĩ ra cái này ở không cũng buồn nên thôi bán thử chơi, bán chơi thôi. Yeah. Mới đầu vô bán ngày có 5 mấy, từ từ lên tới 70-80 yeah. Từ từ lên cái nhiều người ta biết đó. Rồi yeah. Cái ta ăn, ta xin số điện thoại, ta giao tới nơi. À, bây giờ là mình bán khoảng nhiều ổ hả cô ha? Coi như một ngày tôi bán 180. 180. Có khi nếu mà cô không bán đồ ăn á thì cô bán ngày 200. À 200. Còn mà bán đồ ăn thì nó ít hơn. Yeah. Mình có nhiều người ta mua xí mại đem về. Có nhiều người ta mua bì đem về. Hồi xưa mình bán ổ đó là nhiêu hả cô? Hồi đó bán có 3.000. 3.000 đồng. 3.000 đồng. À. Từ từ lên 5.000. Yeah. Mới lên đây là phải, hồi đó cô bán 15.000 là 4-5 năm rồi. Mới lên không có trong Tết này thôi. Tại vì đồ nó lên. Yeah. Nên cô mới lên này. Lúc trước là cô không có tính lên đâu. Nhưng mà mấy người đó sao cô không lên đi. Thế yeah. Là thấy thật chứ gì mắc đó nó không chịu. Yeah. Lên 2.000 ổ nhưng mà nói chung mình bán đồ 2.000, mình chất lượng mà. Ừ 2.000 nhưng thêm 2.000 nhưng mà cô thấy bán cô còn cho thêm nhiều thỉnh. Dạ. Yeah. Biết là ngay chỗ đường Nguyễn Thị Minh Khai không con, ngay chỗ mà câu lạc bộ lao động á, tao đang qua ngay chỗ phòng gì sở tài chính gì đó, rồi ăn mấy chục ổ, mười mấy ổ cô cũng giao. Có nhiều chỗ người ta đặt mấy chục ổ là. Ừ, mấy chục ổ thì mình giao, mình yeah. Không có tính ship. Như hai mình bán 20 mình lấy 20. Dạ cao nhất là nhiêu ổ? Thì cũng 20. Không, ý là người ta đặt nhiều nhất là bao nhiêu ổ? Lên xu có khi 10 ổ, có khi 20 ổ, có khi 30 ổ hả? Tùy. Có hôm đó thì có người ta tới người ta mua thì 40. Dạ. Công ty sẵn với lại kiểu như là mấy người như là ủy ban như dân phường á. À. Đặt có hộp ngày nhiều nó ăn là nhiều. Mấy ổ trên. Cách mua nè các bạn. Ồ, cái này là mua xíu mại. Ồ. Mình mua về mình ăn tiệc hả cô hay là sao? Không, ăn cơm. Cơm chiều. À, ăn cơm chiều hả? Cô có hay mua đây không? Hay mua. Yeah. Đem luôn cái son đi mua. Cho nó tiền, đợi nó chưa. Dạ. Cô ở gần đây không? Gần em. Dạ. Yeah. Một viên nhà nhiêu hả cô hả? 12.000. Một viên xíu mại vậy là 12.000 nha các bạn. Cô mua 7 viên về ăn cơm. Kết luôn. Hồi xưa cô bán ổ là có 3-5 ngàn vậy, bây giờ mặt giá lên là tăng lên mười mấy năm rồi.
Ủa hành ngò nhà mình trồng luôn hả cô? Có. Hành ngò mua chứ trồng gì. Là khỏi đi chợ để mua 100.000 đồ ăn về ăn cơm. Các bạn có dịp ghé mua ăn nha các bạn. Địa chỉ rất là dễ tìm. 239/26 Trần Văn Đang. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo nha các bạn.